Dạ vâng, Cao Phong xin mến chào các bác. Các bác đang được lắng nghe tiếng súp rất là hay. Nó cắt súp rất là sâu, ấm, mềm và đánh cực kỳ là uy lực. Từ những quả đẩy một kênh chuyên súp hàng bãi của Mỹ, cao cấp nhất thị trường hiện nay. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Những quả đẩy một kênh chuyên súp ABU hàng bãi của Mỹ. Quay kỹ để các bác ngắm nhìn nhé, tiếng súp của nó cắt rất là hay và rất là phê. Với công suất các bác có thể chơi gia đình, các bác có thể chơi 2 quả súp 50. Còn bình thường các bác chơi 1 quả thì cực kỳ nhàn nhã và dư thừa công suất, đánh rất là căng mà hay. Hàng tuyển chọn. Đầu tiên là một cái ưu điểm rất là lớn, đó là cái form của nó là form ngang này. Các bác nhìn thấy form chiều ngang này là form đại, size đại nhá các bác nhá. Nên nó sẽ bày bằng tất cả các cái đẩy 2 kênh các bác đang dùng, 2 kênh 3 kênh các bác đang dùng. Nên các bác bày vào nó rất là đẹp và xinh. Bác nào đang chơi những con đẩy 2 kênh, những con âm ly ấy, thì đây là một tuyệt vời. Và kể cả bác nào đang chơi những con đẩy 3 kênh 4 kênh, mặc dù có chơi được súp nhưng không bao giờ hay và chuyên nghiệp bằng các bác chơi riêng một con đẩy 1 kênh chuyên súp như này. Bởi vì cả một con đẩy 1 kênh chuyên súp nó như này, nó rất là nhiều linh kiện nhá, và chạy toàn bộ linh kiện xịn của Nhật và Hàn Quốc. Nên con đẩy này nó cho tiếng súp rất là hay. Đó, các bác lưu ý nhá, chơi những con đẩy 3 kênh 4 kênh mặc dù có chơi được súp nhưng chỉ được mỗi cái ưu điểm là tiện thôi. Còn nó chung cả một cái cỗ máy, cả một cái cục nguồn mà các bác bật kênh súp lên là nó sẽ làm tụt nguồn của con đẩy 3 kênh 4 kênh rất là nhiều. Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến biến dạng, đến rất nhiều đến kênh phun và độ bền. Nên các bác chơi riêng một con đẩy 1 kênh chuyên súp như này thì độ bền luôn luôn cao và chất âm của nó không bao giờ bị biến dạng. Bởi vì cả một cỗ máy trong một con đẩy 1 kênh chuyên súp rất nhiều linh kiện và toàn bộ linh kiện xịn, nó chỉ có để chơi súp thôi thì chắc chắn nó sẽ hay và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Đấy, và hôm nay là những con đẩy cuối cùng về thì chắc chắn là còn rất lâu các bác mới được gặp những con đẩy này, bởi vì con này là con cao cấp nhất thị trường hiện nay. Em cung cấp cho bác là những người cung cấp số lượng rất nhiều những con đẩy 1 kênh, toàn bộ hàng đẹp tuyển chọn thôi nhé các bác nhé. Nhưng khẳng định với bác là chưa một con đẩy nào em thấy chất âm của nó hay bằng con đẩy này, và chưa một con nào nó có được nhiều ưu điểm như này. Lát nữa quay ưu điểm từng ưu điểm một nhé. Đầu tiên về cái mặt đằng trước, ưu điểm nó là rất là đẹp, sang trọng, và cái size form của nó là size lớn, nên các bác bày vào trong dàn âm thanh nó sẽ bằng form với tất cả các đẩy các bác đang chơi. Nên nó là đầu tiên là một cái ưu điểm nhá, đó là cái form lớn gọi là size đại ấy. Và nó có tất cả các ưu điểm nữa này, công tắc bật dân nguồn này, cái volume chỉnh vặn to nhỏ âm lượng nó cũng bằng vặn bằng tay được này, rất là tiện này. Nhiều con các bác phải thò tô vít nhá, chỉnh tô vít, cái này nó rất là bất tiện, nhưng con này nó chỉnh bằng tay được này. Và nó có giới hạn âm lượng ở đây, tức là các bác đặt khoảng 50%, 30% là khi nhà con trẻ nhỏ hoặc người lạ ấy, vô tình vặn cái volume này hết cỡ nên không bao giờ quá tải nhá. Đây là cái nút giới hạn âm lượng này, nút này giới hạn âm lượng cho cái volume này. Và nó có nút cắt tần số này, cao thấp các bác tùy tai, các bác có nhu cầu nghe cao thấp như nào các bác chỉnh ở đây. Đây, nút pha này, đèn báo này, công tắc bật và tắt nguồn này, ABU. Đấy là cái ưu điểm thứ hai, tức là nó tất cả các ưu điểm đều có trong con đẩy này luôn. Đấy, về mặt trước, về mặt hình thức nhá, về cách sử dụng nó rất là tiện nhá. Đấy, em giới thiệu gót là không thiếu một cái chức năng gì ở đằng trước này luôn. Đấy, nút giới hạn âm lượng có này, volume chỉnh to nhỏ vặn bằng tay này, nút cắt tần số cao thấp này. Đấy, và nút pha đủ hết, không thiếu một cái gì. Và hình thức của nó rất là đẹp, size form lớn, tem mác các bác nhìn trên nắp, đỉnh nắp nó đủ hết cả cái tem này. Đấy, nó còn nguyên cả tem luôn. Đấy, những con đẩy cao cấp nhất thị trường hiện nay, cho tiếng súp rất là hay. Đây em đang để cái giải súp nó cao một tí nhá, còn nếu các bác nào muốn hạ thấp cho các bác chỉnh ra đây, hạ cực kỳ sâu luôn. Con này nó cắt giải sâu xuống đến tận khoảng 30 Hz luôn. Đấy, còn những con đẩy 3 kênh 4 kênh các bác cắt qua vang nó chỉ được tầm khoảng 48-50 Hz thôi, nhưng con này bản thân nó cắt sâu xuống đến 30 Hz luôn. Đấy, nên tôi cho tiếng súp rất là hay là đúng. Và bây giờ em sẽ giảm âm lượng đi một chút để em quay về phía sau cũng như là quay trong các bác nhé. Hình thức cực kỳ đẹp luôn, cái ưu điểm ở mặt trước đã rất là nhiều ưu điểm rồi, về đằng sau này nó cũng rất là nhiều ưu điểm này. Đầu tiên là dây nguồn liền và dài này, to và dài nhá, và các cái đường kết nối của nó nhá. Bình thường những con đẩy khác nó chỉ có một đường vào thôi, nhưng con này nó đủ hết AV này, Canon này, 6 ly này, tức là các bác dùng cái dây rắc nào bạn cũng có thể kết nối được. Và đường ra súp những con đẩy khác nó chỉ có một trong hai rắc này thôi, nhưng con này nó có cả hai rắc, nên các bác dùng rắc nào cũng được, vừa new chích vừa gen xoáy kẹp, đủ hết.
tức là nó tất cả cái ưu điểm trong con đẩy này, USA này các bạn này, thằng đẩy bãi của Mỹ. Đấy, nhìn chưa, rất đẹp luôn. Và đây, cái điều tuyệt vời nhất trong con đẩy này nữa là nó chạy toàn bộ linh kiện của Nhật, của Hàn Quốc hết. Các bạn nhìn những con vang, con lọc, đấy, những con âm đi của Nhật, của Hàn Quốc, toàn bộ nó là màu như thế này. Nên trong này toàn bộ linh kiện của Nhật, của Hàn Quốc, kể cả chạy toàn bộ sò tô, sò Nhật hết này. Nguồn đồng to nhé, các bạn nhé, nguồn đồng to vàng óng luôn. Nguồn đồng xịn và tụ của nó, tụ to và phẳng đét luôn. Này các bạn nhìn rất nhiều vỉ nhá. Toàn bộ linh kiện của Nhật, của Hàn Quốc. Này các bạn nhìn. Toàn bộ linh kiện của Nhật, của Hàn Quốc hết. Con gió, hai con gió, một con gió hút, một con gió đẩy. Nhìn cũng rất là mát và êm. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Con này nó được tất cả các ưu điểm từ trong ra ngoài, từ trước và sau. Nên là các bác thấy con đẩy này nó giá trị cực kỳ tuyệt vời và nó rất là hiếm. Đây là những con cuối cùng thì chắc chắn là còn rất rất lâu các bác mới có thể mua được những con đẩy như này. Nên cơ hội cho các bác nào nhanh tay sở hữu những con đẩy này. Phải nói là chất lượng trong linh kiện, toàn bộ linh kiện xịn của Hàn Quốc, của Nhật hết. Có những cái mồm miên vỉ là có biết là đồ xịn của Hàn Quốc và Nhật luôn. Còn bình thường như hàng Trung Quốc nó chỉ có miên vỉ màu xanh thôi. Đấy, nhưng con này nó toàn bộ là miên vỉ màu vàng hết, của Nhật, của Hàn Quốc hết. Nên con này nó tiếng súp của nó hay lắm, nghe cả ngày không thấy chán các bạn. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp cao cấp nhất thị trường hiện nay, em khẳng định các bác không có con nào qua được tiếng súp con này luôn. Các bác liên hệ với em sở hữu những con đẩy này. Đây là những con vét voi cuối cùng. Đấy, đợt trước em về được tất cả 9 con, em bán trong có mấy hôm là hết sạch luôn. Và hôm nay em về được thêm 6 con nữa, là đây là những con về sau là hết luôn. Đấy, hàng bãi của Mỹ. Những con này thì chắc chắn giá nó phải cao, nên các bác mua các bác phải có cái so sánh. Tiền nào của đấy có nhá, tiền nào của đấy, đúng là đích thực luôn. Con này phải nói là nó không làm phụ lòng ai cả. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Mến chào, hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.